Hello xin chào mọi người. Từ từ Bây giờ con ngáo nó quay video nha mọi người. Mình vô mình ok phụ. hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube mình. Mình lại là ngáo đây. Cho dù là video này được quay trên live stream nhưng mà sao đấy, thì bọn tôi anh TNT với tôi là sinh tồn ở trên live stream đã tới được giới hạn rồi. Để gì à, gì trời cái gì tới được sắp phá đảo game này rồi mọi người. Nó cập nhật được bao nhiêu là tụi mình ơi. Có con bom, mày té thử con bom không? Đâu, tao tao vụ con bom cho mày. Tao đi né nha. Mày đánh nó thử. Thôi để nó nổ thôi, để. Thì mình cho nó nổ, tao đứng bên ngoài tao nhìn. Đây. Ok à. Tao đang nhìn nè, Ôi, đâu nổ. Sao nó không nổ? Bạn. Nó buồn mày rồi sao á? Màn hình của anh mờ quá, mọi người bật cái chất lượng cao lên là hết mờ đó em. Thôi đi vô tiếng anh boss rồi mọi người. Thì bây giờ bọn tôi sẽ ra, đi đến và triệu hồi đánh con boss lửa nha. Đấy, tôi là người đầu tiên gọi là đánh boss nước lửa trong vậy vậy đây với tao với mày thì, cả hai chúng tôi tôi với anh tin anh em chúng tôi là hai người đầu tiên đánh boss nước lửa trong sinh tồn phiên bản mới. Đấy, ok thì thôi nha. Cho dù là tôi chỉ còn 11 sao, mọi người xem lại livestream là biết nha mọi người. Tôi không gì má, sao mày có cái đó hay vậy má, buồn ghê ta. Bay nha, em bay lên đây. Đi sao mày bỏ tao? Leo lên, leo thử thách leo leo nó lửa mọi người. Anh leo nó lửa nhanh hơn nha mọi người. Leo nó lửa. Lên. Ây da. Sao nó bay nhanh như ta? Lên, anh có đem xô nước không? Anh múc nước. Có. Tao có đem xô nước. Ôi nó dùng cái móc câu nhanh quá mọi người ơi. Có cái gì ta, có nước sức chưa? Có rồi. Ok mọi người, ai bây giờ mọi người nhớ chia sẻ, nhớ đăng ký cho mình nha mọi người, nhớ chia sẻ mình mạnh vô chuẩn bị đánh nốt núi lửa đầu tiên rồi nha mọi người. Sao hai anh em chúng ta sẽ là những người đầu tiên ở Việt Nam đánh bốt núi lửa. Chết cái cánh này sắp hư luôn rồi. Hay rồi, đây rồi, lên thôi mọi người. Mấy đu vô chơi đánh bốt đây chết anh ơi. Quê sao đây ta? Đổ nước đi anh. Để tao rớt xuống nè, để tao đổ. Ngoài lên bắt nó lửa nha mọi người. Ok. Trời đất ơi là trời, đúng rồi. Ai chưa đai, ai chưa like, ai chưa đăng ký nhớ đăng ký nha mọi người, nhớ chia sẻ nhanh mạnh nha mọi người. Người like và đăng ký kênh mình thì bọn mình sẽ đánh hết nha. Cho dù là mấy bạn không đăng ký thì mình cũng phải đánh thôi. Đây đi xuống đây tao đổ hết nè. Ok. Hay có mấy mà lóc sắt nè anh. Mày đi đào đi, mỗi người một tay, mỗi người một công việc đi. Đây, block sắt. Ui, vào mấy không? Có block titan nữa đúng không? Phải block titan không? Không, block sắt thôi. Còn cái này là gì? Boss giải ngân hà chưa có ra đâu em. Còn lâu lắm mới ra. Hello, block nha, hello em. Anh lấy sắt đây nè, ok, để anh đổ hết nước xong anh lấy sắt luôn nha. Xong đi đánh boss luôn mọi người. Chết tôi rồi. Trời ơi. Sắt phá đẻ rồi mọi người. Những bước cuối cùng của game rồi. Anh em chúng ta sẽ là người Việt Nam đầu tiên phá đảo Mini World phiên bản mới. Đấy. Đúng rồi. Mọi người còn biết ai gọi là biết ai phá đảo trước hơn tụi mình thì mọi người nhớ mình lại để lại bình luận bên dưới nha mọi người. Không đâu anh, bảo đảm 100% chưa ai phá đảo đâu. Thôi thì mình là những người đầu tiên thôi, xịn sò con bò lên. Có công nếu gì Trung Quốc thì có đấy, nhưng Trung Quốc thì chắc mình là người đầu tiên. Đấy. Anh lên đây anh, đưa em triệu hồi cho anh này, cho em triệu hồi đi. Rồi từ nó tao đổ hết đồ đã. Đổ đi. Mày không đi đào rồi. Con ghe nó tông ấy. Mày không đi đào trước à? Đào gì anh? Từ qua nó, quên đi đào. Má tao kêu mày đi đào, mày đi đâu vậy? Ghen quá. Em mở hai cốc cốc để xem hai. Em like cả hai, xem like cả hai. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi. Quá trời sắt luôn ơi. Mà chiến này về. Đào đi. Tầm cả ngàn sắt cũng được ấy. Tao tưởng cái này là titan chứ tưởng chưa nói đến mấy cái bậc hang đấy này mới tuyên nguyễn phá đảo game trong chế độ sáng tạo. Ơ kìa, nó chế độ sinh tồn với mọi người phải còn mà nhìn thấy sao vàng không bạn, sao vàng khè luôn á, sao vàng nha mọi người. Boss núi lửa có hai dạng, ok mọi người. Đúng rồi, tuổi lên boss luôn. Boss vũ trụ mày cũng đập rồi anh ơi. Em chưa kịp đánh boss nữa nè, em mất 2 sao rồi, em còn 9 sao à. Chán mày ghê. Đang đào sắt lọc dưới luôn rồi, tọt luôn rồi.
anh tiết rồi mọi người ơi, không biết mời sau này anh tin là tê có gánh nổi tôi đánh con boss không nữa, hay là tôi sẽ chết và tôi sẽ mất đồ đây. Mày chết đi. No, no. Mày đồ em đang khá là xịn anh đúng không? Ôi tao hơi bị full đồ rồi mày. Mày có cái gì ta? Có gì cơ? Mày có gì ta, cái rương không? Đặt cái rương xuống. Không anh. Bây giờ mọi người đã bây giờ mình đào. Đào vơ vét vơ vét tất cả mọi thứ rồi. Ơ mấy cái bậc thang á. Cái gì vậy? Mấy cái bậc thang á mình đâu cái bậc thang không biết chết là được không? Lượm vài cái đi anh. Để tôi ta lượm vậy. Em các bạn, em có đem cây búa theo này. Ta cũng đem cây búa theo mà. Đây, được không anh? Chưa biết, để tôi đập thử. Ôi 410 sắt rồi. Trời ơi, em là căng vậy. Em là dễ. Không hay sao mày? Không hay sao á? Không được à? Không được thì bỏ luôn đi anh. Phải không? Tao không biết nữa, cái cục kia tao cũng không chế tạo được. Ờ, thấy là không được rồi. Hay giờ tao đang full đồ ta. Phải chỗ đề chính đi. À, ủa không phải. Hay giờ tao đang full đồ. Phải chỗ đề chính đi. Đây đưa em chịu hồi cho. Từ từ. Đây. Anh chịu hồi boss nhanh đi. Ok, từ mọi người. Ủa, cái này mình có đào được không ta? Dạ. Ủa cái này sao ta để tao đổi thành kia không được? Tao đổi thành sắt không được. Đâu không. Mày đổi được không? Đổi được mà. Nè mấy cái này nè. Cứ còn cái mấy cái này không được, mấy cái phiến này không được. Cái này nè, cái này đổi được không? Nào. Đâu cái đó không được. Ủa cái đó là cái gì? Cái đó là cái khối kim loại để trang trí. Còn sắt là cái nào? Sắt là cái nào? Sắt là cái khối đen đen ấy. Cái đó này hả? Đâu cái khối đen đen này. Đâu chỉ tao đâu? Đâu? Này. Con đen này, nhanh đi, chút tiền. À, thấy rồi. Đây, vô, đây đưa em chịu. Ủa, mày đào hết sắt rồi à? Ờ, em đào hết rồi, đây đưa em. Ít chịu hỏi. Đây, đưa mày cái, cái quẻ thần. Đấy, kỹ sư cái thanh kiếm, ok mọi người. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ là những chiến binh. Đừng lụm đi. Đây, tao quăng ra. Từ. Rồi rồi, vô. Đây này, đó, sáng. Đây rồi mọi người, rồi. Cái kiếm cấm này, giây phút đầu tiên anh em. Để cái kiếm cấm cuối cùng chứ. Ây dồi ôi, tao chưa ăn, này tao chưa ăn cái gì hết. Ây dạ. Lâm, đánh liền. Từ, để tao coi thử. Ây dồi ôi. Nó. Đúng đó. Em đã không chơi. Nó tê lè này. Tê lè đâu vậy? Tê lè trên đầu. Uầy, chắn đỏ kìa mọi người. Người đồng, người Việt Nam. Ây dạ, chơi này mọi người. Né đi thằng này. Đánh nó đi. Em lấy vừa không ra. Nó tay lên sau lưng mày kìa, Rồi, đâm nó mọi người. Ai chưa like cho mình xin một like, ai chưa đăng ký cho mình xin đăng ký nha mọi người. Ôi sao nó đập hết nát hết block luôn rồi. Mày. Hắn đến một không chột cũng què. Mày. Hắn đến một không chột cũng què, Ê trời ơi. Mày, ai chưa đăng ký cho mình xin đăng ký cho mọi người, nhớ chia sẻ ủng hộ mình nha, ok. Nhớ nha. Ây da, chuẩn bị tông rồi này. Ây rồi, đơm nó. Đánh bên chưa xong bot rồi à. Đây, em đang đánh, em đánh. Mới tệ đến được nấu lửa, mới chịu hồi này. Ôi, sao nó hồi máu này, sao nó, làm gì á? Tay lên nó kìa. Tay lên nó kìa. Trên đầu. Ôi, sao có hai lỗ luôn vậy? Ê, sao bay xa, dịch chuyển hai lỗ. Xuống đây. Đơm nó. Ây da, nó đâu mất tiêu nữa rồi. Đây rồi. Tao dùng cung tao bắn được không? Máu. Mà tao còn có một máu à. Bí mẹ. Ôi, xong rồi kìa. Con bắn hai rồi. Tưởng hay nào, ây da, chuẩn bị tông rồi này. Ôi rồi. Đơm nó. Đơm bắt hai rồi này. Bắt hai rồi này. Không biết đây. Đánh được bao nhiêu đánh được. Ây da ôi, easy. Em đi ra kia nha. Đứng nào. Ê. Còn tao thì sao? Đây là em được xuống cho anh này. À, không được, tao móc không được, tao chưa có cái đó. Thôi để tao bay lên. Rồi. Anh làm em tốt làm sao luôn á. Sao tao lên không được. Ây da. Đây là cảnh tượng hùng vĩ. Ây, sao tao lên không được? Không biết nè. Từ, để tao lấy cái gì tao lên nè thằng này. Rồi. Ủa, bên đó có đường không? Đi lại đi anh ơi.
Đường này là lava. Thôi ta đi đường này ra được mọi người, đi đường này ra được mọi người. Đi đường này. Đi rồi. Ta tới này, I'm coming. Wow, trắng máu đẹp hết mọi người. Căng rét luôn. Anh ơi, địa điểm là bao nhiêu vậy? Anh cũng không biết nữa em ơi. Cố lên nào. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đánh con boss cuối nè mọi người. Đây rồi, đây rồi, con boss cuối này mày. Giết nó. Đây rồi. Quay có 2 trăng luôn mọi người. Ui. Cái này là gì vậy? À mặt trăng với mặt trời, tưởng có 2 trăng mới nhá, không á. Con bé. Ui, nó ném cái gì kìa. Cái con này chỉ trâu lắm, nó hết chỗ đá lắm anh. Ê, sao? Lâm. Ê, chưa vậy cho ông sắp chết nữa mọi người. Mày sống được không vậy? Sao vậy? Ây da. Qua bên này, Con này đánh cận chiến đúng không? Ây dì luôn. Ai chưa like cho mình xin một like nha mọi người. Ai chưa đăng ký cho mình xin đăng ký nha mọi người. Đúng nó đâm. Mày con nổ kìa. Uầy, cho nó tự nổ kìa luôn. Rồi. Anh một không chuột con quầy, hai đánh một không chuột con quầy. Ôi giời, tao rớt xuống lava luôn rồi. Nhau, dăm ba con này. Dạ, ủa sao em đánh không được ta? Dạ. Rồi, đây rồi. Cho nó. Hai đánh một không chuột con quầy. Ôi, nó cứ nổ gì. Có chẹo nha. Ôi, tao cũng không tốn là bao nhiêu sao, nãy tao 85 mà giờ tao còn 82, thế tốn được ít sao. Ít sao chết ngu thôi. Game là dễ đúng không mọi người, game là dễ mọi người, mấy con này. Sao anh ơi? Sao? Còn bốn sao. Ha, phế quá. Mày kiểm tra kho đồ mày thử còn túi sao không? À nó sắp chết rồi. Ông à, mấy con boss này không mạnh. Ơ kìa, bị chấm bơm nổ kìa. Mấy con boss này thật ra là không mạnh như mấy ông tưởng đâu. Đúng rồi, mấy con boss này chỉ được cái danh thôi. Ừ. Rồi rồi, nó chịu hồi con này thì né đúng không? Nó chịu hồi con gì thì né đúng không? Hai anh em nhà ngáo cũng chết thôi. Ok, nó sắp chịu hồi ra anh, đập nó, cho nó đập nhiêu, đập hay biết. Né. Không, mình không đánh được nó đâu. Ôi giời. Ok, anh đâu rồi? Anh lọt xuống là qua rồi. Đau lên á, ấy rồi sao em lọt luôn rồi. Mày né đi. Cầm cái áo bóng đá né. Rồi, sắp giết được con boss rồi mọi người ơi. Ê, trời ơi, em là dễ. Em áo rồi. Đau quá nhờ. Tao đứng này tao nhìn mày bị đánh nha. Hello, hello ngáo. Đứng này tao nhìn mày bị đánh. Hello. Hello ngáo. Không sao anh, bây giờ đợi vô tận cổ nó hết. Đúng rồi, bây giờ mình đứng mình đợi thôi, chả có cần gì phải đánh nó hết. Ôi giời, tự nhiên hai tụi nó tự bắn nhau kìa. Ta đứng này xong cái con boss tụi Cái con núi không. Lửa này nó đang điều khiển ấy. Anh thấy cái tay nó tụ à. Không, bây giờ cái con boss tụi cổ bắn tao là nó sẽ bắn cái con boss con boss kia. Em nghĩ tháng 6 sẽ giãn cập nhật, tháng 6 sẽ có bạn cập nhật mới ok mà anh biết rồi nha em ơi. Hello mini game là ta nha. Anh cho em vô map với. Mày đi mày có sao trong kia không? Dạ, em còn 2 sao à. Mày có sao, mày có túi sao không? Có túi sao trong ba lô không? Nhưng mà cũng sắp giết được nó rồi. Hello lưu. Đây có một hộp đây. Leo. À con boss nó tự bắn cái con boss kia kìa. Quá nhìn hài quá. Sắp tới rồi này. Chơi. Đâm nó. Đợi em xíu anh. Đâm nó. Tao đâm nó, tao đang đâm nó này. Mày. Sao ba em. Dạ, đừng mấy con này cản đường kìa. Lẹ. Sao đánh chết nó rồi nè. Ngáo đâu rồi. Đợi em. Để em đánh với. Mày vô. Ôi mày. Không sao, mình đánh hơn số lượng nó, hao máu nó hồi mà. Sợ gì đâu. Mày đánh hai bên. Ôi. Mày. Hai đến một không chuột không què. Nó đang hồi máu kìa anh ơi. Bọn này đừng cho bọn người. Không, hết rồi. Anh nó đi. Mày. Đấy rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ mọi người tụi mình đã tiêu diệt được nó rồi mọi người ơi. Rất là easy luôn mọi người ơi. Được cái gì á? Cho tao có thôi. Được cái gì? Làm được cái đồ dịch chuyển anh à. Đâu, cho tao coi thử. Ui, tao lên 208 sao luôn này mày. Ok kìa, sao cộng sao cho em. Mà có được sao không? Hình như là chủ phòng mới được sao thôi. Ôi trời ơi, cay thế nhỉ. Thế là bọn tôi đó là đánh được con boss rồi. Con boss núi lửa đấy. Đúng rồi mọi người, tôi với con ngáo để khóa đảo game này rồi mọi người. Tôi tưởng hay nào chứ anh em chiến binh mình cũng. Anh em chiến binh nhà ngáo cũng diệt được nha. Đấy, còn video mình chắc tới đây là kết thúc rồi. Bọn tôi là người đâu
Người Việt Nam những đầu người tiên đầu bại tiên đánh trong bại được con boss luôn rồi. Ok này, ok trong nha. Sao vàng này quay chờ tao tự tao cho tao coi thử cái nó có gì vậy. Có tao có ai đừng quên like subscribe kênh mình. Chắc anh không biết anh Kiro, anh Monster hay là anh Tin là T nữa nha. Còn giờ bye bye. Người à, cho tao xem cái đó thử. Chưa xem mà mình kết thúc video rồi. Thằng này thôi chưa xem gì hết. Wow thiệt chứ. Ok còn bây giờ mình sẽ cầm cái này viên đá này mình đi về nha mọi người. Để ăn ngáo ở đây nha mọi người. Wait. Để em. Cái này tele được nè mày. Cái này tele được nè. Mai anh có la không? Anh không biết mọi người. Mai có la làm gì ta? Hoặc là mai sẽ ra video nha mọi người. À bây giờ sẽ có clip đánh boss trong sinh tồn. Ok chắc bây giờ mình tele về thôi mọi người. Tele bằng cái này về. Đánh con boss này thật là easy đó mà. Rồi một ngày mà đánh hai con chùm cuối anh ạ. Ê tele bằng cái này được không? Đâu. Anh còn quỷ trẻ anh tele đi cho em cái này đi. Em hết rồi. Đó cho mày đó. Bây giờ mình sẽ tự tele vào nhà lấy cái quỷ dịch chuyển tele vào nhà nha mọi người. Ngáo nó hết quỷ dịch chuyển rồi. Ôi, em về tới nhà nè mọi người. Ui, dịch chuyển. À đây rồi, máy quá còn một quyển dịch chuyển. Ơ kìa, con nào đánh tao thế? Ê sao mọi người, tới lên về nhà rồi mọi người. Em nói nè. Đấy, rồi cục